Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Kazu của nhóm Double Wish. Chương trình của lần này là Kazu là quen tiếng Việt rồi. Tại vì là hiện nay là không cần nói tiếng Việt nữa, nên tiếng Việt của mình là càng ngày càng không giỏi. Không biết, tại vì là một tuần, hai tuần nữa. Không nói chuyện với ai bằng tiếng Việt, không nói cũng tiếng Việt, tiếng Nhật nữa. Chương trình lần này là xác nhận phát âm tiếng Việt của mình là như thế nào bằng liệu Google nha. Mình nói tiếng Việt nha, cho liệu Google là sao đó là Google là nghe như thế nào Ok, hiện nay là không nói tiếng Việt. Bắt đầu nha. Đầu tiên là mình là người nước ngoài, người Nhật. Mình là người nước ngoài, người Nhật. Hoàn hảo nha, đã phát âm tốt. Cho nên là bây giờ Google là nghe đúng nè. Là mọi người là như thế nào á? Phát âm của mình là đúng hay sai? Thứ hai nha, thứ hai là quê hương của mình là Kumamoto. Kumamoto là tiếng của Kumamoto nha. Tiếng Kumamoto là, mọi người biết hả? Google là không biết Kumamoto. Có thể là Google là không biết tiếng Kumamoto nha. Nên cái này là quê hương của mình là Kumamoto. Cái này là cũng ok à, đúng. Là Kumamoto là địa danh nè. Nên Google là không biết nè. Nên cái này là Kumamoto hả? Phát âm của mình là chính xác nhé. Là mọi người biết là Kumamoto hả? Kumamoto hả? Là Kumamoto là miền Nam nè. Miền Nam của Nhật Bản nè. Là địa danh Kumamoto hả? Là tiếng Kumamoto là có thằng Kumamoto là đặc sản của Kumamoto là thịt ngựa nha. Là mọi người ăn chưa nha. Khi sống ở quê hương nha, Kumamoto thì mình là ăn thịt ngựa sống nha. Là một năm 2-3 lần nha. Rất ngon nha. Sau khi ăn thịt ngựa thì khỏe lại, khỏe mạnh nha. Hãy ăn thứ nha. Ok, tiếp. Mình sống ở Việt Nam 6 năm rồi. Dễ nha. Chắc chắn nào. Dễ nha. Là đúng nè. Là mình sống ở Việt Nam 5 năm rồi. Yeah, hoàn hảo nha. Ok. Anh em, cái này là giới thiệu của mình nhá. Nên thường nói như thế này á, nên phát âm đúng nè. Là đối với mình dễ lắm nè. Và tiếp theo là thử thách câu nói liễu lưỡi nha. Là vốn dĩ cái này là không nói, không thể nói được nha. Khó lắm nè. Là đầu tiên là dễ nhất nha. Là mọi người nghe thử nha. Mọi người hãy đoán Kazu bây giờ nói như thế nào ạ? Buổi trưa ăn buổi chua. Là sau khi sống 3 năm, 4 năm là không nói được nhá. Nhưng bây giờ là phát âm của mình là chính xác, hoàn hảo, 100 điểm. Hay quá. Ngạc nhiên nè. Tại vì là một tuần, hai tuần á, mình không nói chuyện với ai à. Nhưng mà vẫn còn phát âm của Việt, phát âm tiếng Việt của mình là giỏi. Tiếp theo, cái này là được nổi tiếng nha. Ông bụt ở chùa bùi cầm bùa đũa chuột.
来烧。你听来，来烧 ，Victor， 红 ，I know 呀 ，I know Victor， 红不呀，红不，红不，là nghe Victor giống phát âm giống như Victor hả? Victor ở chùa bùa à đúng, cầm bùa đuổi chụp. Ôi, tại sao à? Ôm tại sao phát âm sai à? Ôm bực ở chùa bùa cầm bùa đuổi chụp. Hoàn cảo hả? Victor. Dạ đúng rồi, sim này là Victor hả? Victor. Victor ở chùa bùi cầm bùa đuổi chuột. 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 Cuối cùng nha, là khó lắm nè, nhưng câu này là được nổi tiếng nhất nè. Là mọi người cũng nghe nha. Lột khó vị lòng, lột lòng khó vị lòng. Lột hộp vị lạc. Lột hộp vị lộn lại. Lột hộp vị lạc. Một lần nữa nha. Bây giờ không. Cái này là đúng. Không sai. Một lần nữa. Cái này không. Lộn. Cái này, câu này. Liệu Google nghe là như thế này á. Lột hộp vị lộn lột. Long lại long hộp bị lạc. Không, chờ lột hộp bị long lột long hộp bị lạc ăn. Long hộp bị lạc lột lại hộp bị long lại long hộp bị lạc. Lột hộp bị long lột long hộp bị lạc ăn hộp bị lạc sai. Lục lại hoặc bình lòng lại lòng khoảng lại khoảng. Mình đã nói à, khoảng lặng hả? Lòng khoảng lặng. Khoảng lặng là cái gì à? Không biết. Tại sao mặc dù không biết từ vựng khoảng lặng á, nhưng mình vốn dĩ là biết hả? Chắc một lần nữa. Chắc cuối cùng. Lần cuối cùng nha. Lột hộp bị lộn lột lộn hộp vị lạc ăn. Lột hộp vị lạc lột lại hộp vị lộn lại. Lột hộp vị lạc. Nói chạm. Nói nhắn nha, cái này nói nhắn là lục hộp vị lộn lục hộp vị lạc ăn. Lục hộp vị lạc lục lại hộp vị lộn lại lộn lục hộp vị lạc. Ố, nhưng mà cái này là đầu tiên là không phải như vậy nhá. Ây á, lục hộp vị lộn lục hộp vị lạc ăn. Nhưng liệu Google này thực sự là chắc chắn không phải như vậy nhá. Kết quả là thất bại. Nhưng 1, 2, 3, 4, 5, 4 là chính xác nhá. Câu cuối cùng là sai. Mình không thể phát âm câu này. Nhưng mà không sao, nghe nói là đối với người Việt Nam thì cũng câu này là khó nè, đúng không? Ok, rồi. Là cho nên là mọi người hãy thử thách học tiếng Việt bằng liệu Google. Là mọi người hay nói câu nói liễu lưỡi. Đối với người Việt Nam thì rất dễ nè. Là 100% là đúng nè, phát âm đúng nè. Cảm ơn mọi người đã xem chương trình này nha. Nếu thích video này thì hãy like, share và subscribe nha. Cố gắng ở nhà nha. Bye bye.